Hi xin chào mọi người hôm nay mình chia sẻ các bạn cách kích pin iphone khi đã cạn kiệt dẫn đến tình trạng sạc pin không vào riêng trường hợp của mình đây là chiếc máy nó đã bị hỏng cái phần sạc dẫn đến máy cạn kiệt pin sau khi bóc pin pin ra khỏi máy thì các bạn sẽ để ra như này các bạn lật cái máy lên thì các bạn sẽ nhìn trên đây sẽ thấy được là ký hiệu cực dương cực âm của chân pin sau đó mình sử dụng một điện thoại chiếc điện thoại của bắt điện thoại này sau đó mình đấu dây cực dương và cực âm của chân pin đấu thẳng với chân pin cực dương cực âm của pin iPhone khá là dễ à, bằng cách là chúng ta kẹp cho đúng vị trí sau đó dùng vật nặng đè lên ở đây mình sử dụng chiếc laptop đè lên sau khi cần nạp khoảng 15 phút thì mình đo thử xem nó có đã có có hiện lên thế giữa hai chân pin chưa thì nên thế này là khoảng 3,7V Ok Vậy là nó có điện vô rồi đó tại sao chúng ta lại sạc thẳng vào iPhone nó lại không vào mà lại sạc bằng điện thoại của bắp này thì nó lại vào? Tại vì cái dòng của điện thoại này của bắp này xuất ra 3,7V nhưng mà dòng nó rất nhỏ cho nên là cái mạch bảo vệ của viên pin nó vẫn cho dòng vô. Còn nếu các bạn sạc thẳng bằng iPhone này thì dòng nó lớn quá cho nên là mà pin nó cạn này cho nên là nó không cho dòng điện chạy qua cell pin, cho nên pin không vào. Sau khi sạc được một lúc thì các bạn lắp vào máy và các bạn sạc bình thường thì máy bắt đầu hoạt động bình thường. Còn riêng máy của mình đây nó hỏng rồi Mình chỉ lắp pin vô là bật máy lên để lấy dữ liệu ra thôi Tạm biệt và hẹn gặp lại